Ok, xin chào tất cả anh em và các bạn. Đây là một cái hình ảnh về chữ ký sử dụng điện thoại di động để chụp. Việc của mình là chèn cái chữ ký này vào cái văn bản Word. Sau khi chèn xong thì mình gặp phải cái rắc rối là màu nền của chữ ký nó đậm màu hơn so với màu văn bản. Khi in ra giấy thì nó rất là xấu. Và mình đi tìm cách để xử lý cái nền chữ ký này trước khi chèn vào văn bản Word. Thì sau đây là cách của mình. Các bạn vào cái trang web là remove.bg. BG là viết tắt của chữ background màu nền này, loại bỏ cái nền. Khi vào cái trang web, các bạn vào chỗ upload image để đưa chữ ký của chúng ta muốn xử lý lên. Sau khi các bạn đợi chưa đến 10 giây thì nó xuất hiện một cái chữ ký đã được xử lý. Công việc của các bạn là tải về máy tính và chèn trở lại cái văn bản Word. Chúng ta quay lại cái văn bản Word và xóa đi chữ ký cũ, tiến hành chọn cái chữ ký mới sau khi được xử lý để chèn vào. Và một số tùy chọn như là nằm dưới chữ rồi thay đổi kích thước. Sau vài cái thao tác thì chúng ta đã có một cái chữ ký rất là đẹp. Màu chữ ký nó trùng với màu văn bản. Video hướng dẫn của mình đến đây cũng là kết thúc. Chúc anh em và các bạn thành công.